cao tốc trục ngang qua Cần Thơ thi công thế nào sau khi có cát? Các gói thầu xây lắp của dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang tăng tốc để lấy lại tiến độ sau thời gian chờ cát về công trường. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ, chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cho biết, hơn một tháng qua, hơn 90.000 mét khối cát từ mỏ Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã về tới dự án. Thời gian tới, việc khai thác cát sẽ được đẩy nhanh hơn thời điểm hiện tại để đảm bảo tiến độ chung của dự án. Dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có 5 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu thi công xây lắp và 1 gói thầu thi công xây lắp hệ thống an toàn giao thông. Các gói thầu hiện đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công kể từ sau khi cát san lấp về đến công trường. Ở các gói thầu 11, 12 và 14, các nhà thầu đã xây dựng nhà điều hành, phòng thí nghiệm hiện trường, trình hồ sơ vật liệu đầu vào, huy động thiết bị và tập kết vật liệu tại bãi tập kết. Trong đó, gói thầu 11 triển khai thi công từ tháng 6 năm 2023. Nhà thầu đang đào đất nền đường tuyến chính, chiều dài hơn 6 km, đường công vụ 2,5 km, trái vải địa kỹ thuật một số đoạn. Song song đó, nhà thầu cũng đã triển khai đắp bờ bao, thi công tuyến chính, đắp các nền đường công vụ. Đối với gói thầu 12 được triển khai thi công từ tháng 9 năm 2023, các mũi thi công đã đào đất nền đường tuyến chính dài hơn 8 km, đường công vụ, đường gom hơn 10 km. Ngoài ra, công trình cầu kênh đứng cũng đang được đóng cọc khoan nhồi và san lấp mặt bằng thi công một số công trình cầu khác trong gói thầu. Còn gói thầu 14 được triển khai thi công từ tháng 11 năm 2023. Ngoài đào đất tuyến chính, nền đường và đường công vụ với tổng chiều dài khoảng 8,5 km, nhà thầu cũng đang đẩy nhanh thi công đắp bờ bao, ngăn nước qua các đoạn tuyến. Gói thầu số 13 đoạn từ km 77 500 đến km 85 550 của dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 8 km, tiến độ sau hơn 6 tháng khởi công đạt gần 7%. Nhà thầu là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Định An, công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương thực hiện.